Thưa quý vị, hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, thời gian qua các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các mô hình chuyển đổi số tại các khu dân cư để phục vụ nhu cầu nhân dân. Với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, các mô hình chuyển đổi số ngày càng phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại vườn Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Thanh Khê Tây vừa tổ chức lễ ra mắt các mô hình chuyển đổi số gồm bộ mẫu hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính, hòm thư điện tử góp ý, phản ánh, địa chỉ tin cậy, lịch sử Việt Nam bằng tranh và tra cứu dữ liệu thông minh. Gắn với mỗi mô hình chuyển đổi số là một mã QR code. Các bản mã này được niêm yết tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, các trường học trên địa bàn phường để người dân thuận tiện sử dụng. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh quét mã QR, người dân, doanh nghiệp đều có thể khai thác các tính năng lợi ích từ các mô hình chuyển đổi số này. Là người dân tiếp cận được các mô hình điện tử và các thông tin của Ủy ban nhân dân phường, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, mặt trận là các thông tin người dân đều nắm bắt kịp thời và rất tiện lợi và các ứng dụng rất nhanh. Tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, phường Thanh Khê Tây còn bố trí lực lượng là các đoàn viên thanh niên túc trực để hướng dẫn bà con khu dân cư thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, khuyến khích người dân đăng ký tài khoản công dân điện tử, tư vấn cách làm hồ sơ tại nhà. Là một đoàn viên thanh niên thì tôi luôn hỗ trợ các bà con ở địa phương cách là tuyên truyền và hướng dẫn bà con sử dụng như thế nào một cách đúng nhất và dễ hiểu. Với công nghệ hiện nay thì chỉ cần một chiếc điện thoại thôi thì có thể vào được các trang web của phường thì có thể hỗ trợ các cô chú nhanh hơn. Việc triển khai các mô hình chuyển đổi số, trong đó có công tác cải cách hành chính đã nhận được sự đánh giá cao của người dân địa phương. Không còn rườm rà như trước đây, các thủ tục hành chính đã được tinh giản tối đa, người dân không mắc công đi lại nhiều ngày. Tất cả đã góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Là một người lớn tuổi ở địa phương thì tôi thấy rằng cái mô hình 4.0 về vấn đề chuyển đổi số hắn rất tiện cho người dân chúng tôi, từ cái chỗ là chúng tôi không trực tiếp đến phường mà chúng tôi sẽ họp của lớp trẻ mà trực tiếp kiến nghị hay là các phản ánh gì trong điện thoại thông minh để phường nắm bắt, thì tôi thấy đó là một cái rất là tiện lợi cho người dân chúng tôi. Vừa qua, thành phố Đà Nẵng được vinh danh ở hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với nền tảng công dân số tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2022 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. Chính vì thế, những cách làm hiệu quả từ cơ sở như phường Thanh Khê Tây nói riêng và các phường trên địa bàn thành phố nói chung sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành chính quyền số, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm trong quá trình phục vụ.